Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh ẩm thực nấu ăn của Lon nha. Bữa nay là ngày mùng 1, là đầu tháng á. Mình sẽ nấu một món súp nuôi chay ha. Mình nấu món này là mình ăn đổi bữa cho mấy mẹ con mình buổi sáng nha. Món nuôi này rất là ngon và ngọt từ rau củ quả ha. Khi mình ăn á, nó cũng có mùi vị đậm đà. Để các món canh súp nuôi của mình ăn buổi sáng thì nguyên liệu của mình đơn giản sau đây ha. Mình gồm có 150g con nuôi vàng, với 2 miếng đậu, miếng đậu chín và miếng đậu sống. Khi mình nấu nước cho ngọt thì mình gồm có 150g nấm rơm, 1 củ sắn, 1 củ cải, 1 củ cà rốt ha. Với đây mình cũng có 1 cây bơ để mình phi dầu lên cho nó thơm á. Với lại 1 ít ngà rí, với lại ít chiếc ớt, với 3 chiếc ớt, với 1 chiếc chanh ha. Mình chuẩn bị chén nước muối sẵn ha. Mình cho nấm rơm vào mình ngâm. Mình ngâm để cho nó ra cái chất nhớt với lại cái chất hôi của nấm. Bây giờ mình cho một ít nước vào đây để mình ngâm con nuôi luôn. Rồi một số nguyên liệu mình sơ chế sạch sẽ rồi, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra luôn ha. Đậu thì mình cũng xắt ra, còn miếng này thì mình đã bóp nhỏ để mình nấu luôn. Nguyên liệu rau củ quả mình cũng xắt nhỏ ra như vậy ha. Miếng đậu đây mình xắt rồi. Rồi bây giờ miếng đậu sắn đây bỏ cho chén mình sắn nhỏ ra. Còn con nuôi đây thì mình để ngâm một xíu nó cho nó mềm. Lá bơ rô mình cũng xắt nhỏ. Mình dầm miếng đậu hũ ra luôn. Mình dầm miếng đậu hũ tươi ra luôn. Miếng đậu hũ thì mình cũng đã dằm nát rồi. Bây giờ mình cho gia vị vào luôn. Cho gia vị vào hạt nêm chay với bột ngọt với tiêu ha. Mình trộn đều mình để cho nó thấm cho cái miếng đậu này cho nó ngon. Cho vô một ít dầu hạt đều cho nó có màu sắc cho nó đẹp. Giờ mình sẽ chiên cái đậu hũ ha. Đậu hũ đây thì người ta cũng chiên rồi, bây giờ mình về mình chiên sơ qua thôi. Rồi mình sẽ chiên sơ qua, mình gắt thêm. Tàu thì mình cũng teo đã 7 phút rồi, bây giờ mình vớt ra luôn. Mình sẽ cho nấm vô mình teo luôn. Xong cái đầu cả. Chắc cả lên luôn. Cũng cái son này sẵn mình cho dầu vô mình phi ra rô luôn. Mình bỏ
không? Bây giờ mình để vàng rồi mình tắt bếp ha. Mình sẽ vớt bây giờ ra cho nó đéo dầu. Rồi sẵn cái xông dầu á, mình sẽ tơ củ quả luôn ha. Mình cho sẵn cái dầu. Cải thì mình bỏ sau một xíu, cải nó chín hơn. Mình tơ cỡ 5 phút rồi mình bỏ củ cải cho mình tơ luôn. Rồi cái này mình cho lửa nhỏ rồi mình sẽ lên gia vị. Mình nêm nếm gia vị, nêm gia vị thì mình cho muối, mình cho vào đây một muỗng muối, muỗng rưỡi hạt nêm, muỗng rưỡi bột ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước cho ha, cho nó thấm rồi mình đổ luôn, rồi mình cho nước vô luôn. Mình muốn cho cái nồi canh sắt của mình nó mau sôi lại thì mình cho vào đây nước sôi ha, nước sôi mình nấu, nước sôi mình đã nấu sẵn rồi nè. Giờ rau củ quả nó chín rồi ha, mình cho nửa muỗng đường cát với lại đường phèn vào luôn. Dầu vào đây. Bây giờ mình để cái bếp bên này thì nãy giờ mình cũng bắt cái nồi nước rồi, bây giờ mình cho 150g hương vào đây. Mình sẽ trộn lên. Nó sôi lại thì con nuôi mình sẽ mềm. Thời gian chờ con nuôi nó sôi lại thì mình cho cái lá pero vào đây luôn, cho nó chín luôn. Tại con nuôi của mình, thời gian mình chờ đợi được nuôi á thì mình cho đậu vào đây luôn ha. Tại con nuôi mình ngâm còn cứng hết, nó sôi hơi lâu một xíu. Mình cho một nửa đậu phụ vào đây. Đậu đi hồi nãy mình để teo lên rồi cho nó ngon ha. Còn một nửa mình để lại, mình cho ra tô sau. Rồi mình sẽ cho nấm với lại đậu nãy mình chiên mình cho vào luôn. Cho nên đếm lại ha. Nêm nếm thì nó cũng vừa ăn rồi. Nó ngọt lắm đó nha. Rất là ngon luôn. Tại vì mình nấu có củ quả nhiều á. Giờ mình để sôi lại, giờ mình quen mình vớt con nuôi bên này ha. Con nuôi đem mềm, giờ mình tắt bếp mình vớt ra luôn. Con nuôi rồi sau mình đã vớt rồi, rồi mình sẽ cho nước lạnh, xới qua nước lạnh hoặc là mình sẽ cho dầu vào đây thì nó khỏi dính nha. Giờ mình cho nước lạnh cho nó réo, nó khỏi dính. Rồi mình sẽ múc nuôi ra ha. Nuôi khi mình để réo rồi mình múc riêng ra chị nè. Cho lửa nhỏ lại. Quế thì ngon rồi cả nhà. Mình sẽ múc ra hai tô như vậy ha. Cho mình tô với con gái mình tô. Mình bỏ cái đậu đi vô ngon. Rồi mình sẽ cho đậu hũ hồi nãy mình đã teo á, mình cho qua một bên ha. Hành phi thì mình cũng cho vào luôn. Bỏ ít cọng ngà rí lên cho nó thơm.
mình sẽ cho tiêu vào, rồi bây giờ mình sẽ làm tương tự hai tô gì cả nhà ha. Còn cái nước mà còn lại chiều mình ăn hai bánh canh, mình bỏ bánh canh cho mình ăn, bánh canh bún hoặc bánh canh bột cũng rất là ngon luôn. Mình đã nấu xong một món súp nuôi buổi sáng nha cả nhà. Mình nấu nó ngọt nó ngon từ rau củ quả ha, nấm thơm dai, còn nuôi thì ăn rất là mềm dẻo, rất là ngon luôn. Khi mình ăn kèm là có xì dầu với lại ớt chanh. Mình ăn rồi mình uống một ly nước cam ha. Mình làm nhanh gọn lẹ về ăn buổi sáng rất là ngon bổ dưỡng ha cả nhà. Vì thôi video của mình đến đây tạm dừng. Cảm ơn cả nhà đã vào xem video. Và yêu mến kênh mình thì tặng cho mình một like thì một đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.